Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị khán giả, ngay sau thành công của sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, bám sát chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa 12 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương, nghiêm túc, chuẩn bị các nội dung để đảm bảo sự kiện cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử cao, có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, minh chứng cho niềm tin và sự kỳ vọng của đông đảo cử tri tới cơ quan dân cử. Cách đây hơn 75 năm, vào ngày Chủ nhật, mùng 6 tháng 1 năm 1946, trong không khí phấn khởi, với tinh thần dân tộc dâng cao sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, toàn thể nhân dân Việt Nam ta từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, già trẻ, nô nức đi bỏ lá phiếu của mình, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hơn 75 năm Quốc hội đồng hành cùng nhân dân, cùng dân tộc, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách trong đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ, dựng xây và phát triển đất nước. Trong bối cảnh hiện tại, khi người dân trong tỉnh cùng nhân dân cả nước đang cùng chung sức, đồng lòng chống lại dịch bệnh với nghĩa cử đồng bào cao đẹp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Cao Bằng được diễn ra thành công tốt đẹp, một lần nữa minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương đất nước. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp sau sự kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước ta diễn ra trong năm 2021, là dấu mốc quan trọng đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kiện toàn các chức danh trong cấp ủy, bám sát chỉ thị số 45 CTTU ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa 12 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử 10 huyện, thành phố, 161 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ban hành cơ bản đầy đủ, đúng quy định, hai văn bản quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập hai ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, 15 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Nhân dân 10 huyện, thành phố thành lập 94 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 161 xã phường, thị trấn, thành lập 956 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Về số lượng ứng cử viên, tỉnh Cao Bằng có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, bầu 6 đại biểu. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh giới thiệu 83 ứng cử viên, bầu 50 đại biểu. Hội đồng Nhân dân cấp huyện có 94 đơn vị bầu cử và có 956 đơn vị bầu cử của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh có 1.005 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trên địa bàn toàn tỉnh được niêm yết danh sách là 370.962 cử tri. Thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai các công việc liên quan đến bầu cử. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch về công tác bầu cử, xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quan tâm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.
kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc và những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Đồng thời, xây dựng phương án để chủ động ứng phó với những tình huống đột xuất, bất ngờ, thiên tai, dịch bệnh. Tình hình an ninh trật tự nội, ngoại biên, nhất là những vùng trọng điểm, vùng nhạy cảm được kiểm soát chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo cho ngày hội non sông. Trong cái thời điểm này, thì chúng tôi đã đề nghị Bộ Tư lệnh Biên phòng và Quân khu 1 là tăng cường thêm 150 đồng chí cán bộ chiến sĩ của quân sự tỉnh cho Bộ Biên phòng vào các đồn biên phòng. Và đặc biệt là những khu vực trọng điểm như là đồn biên phòng Ngọc Côn của huyện Trùng Khánh cũng phức tạp về vấn đề xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu thuốc lá lá. Thì chúng tôi đã tăng cường trong những ngày qua là đã tăng cường là 34 đồng chí và cho nghiệp vụ vào cho địa bàn đồn phòng Côn. Thế và các cái số lán, các chốt trên biên giới thì chúng tôi cũng tăng lên. Trước đây là 126 chốt thì hiện giờ chúng tôi đã tăng lên là 131 chốt cố định trên biên giới. Có phải thể nói là qua nắm tình hình thì các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với địa phương. Nắm chắc tình hình trên biên giới, ngoại biên, nội biên và địa bàn. Đặc biệt là những khu vực nhạy cảm, trọng điểm, phức tạp có thể tiềm ẩn về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Thì hiện giờ là các cái đơn vị đã đều là phối hợp với các lực lượng chức năng để bảo vệ cho 243 hòm phiếu ở khu biên giới. Trong ngày bầu cử thì cứ một tiếng là các đơn vị phải báo cáo về Bộ Chỉ huy một lần để Bộ Chỉ huy nắm tình hình để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo xử lý các cái tình huống. Thì cho thời điểm này thì tất cả tình hình ở khu biên giới nội ngoại biên thì đảm bảo an toàn tuyệt đối và chưa xảy ra cái vấn đề gì về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sáng chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021, dập bóng cờ hoa trên khắp các tuyến đường, con phố của mảnh đất cội nguồn cách mạng. Khí thế của tinh thần yêu nước sục sôi kể từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn vẹn nguyên cho đến ngày nay, ngày mà cử tri tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành sứ mệnh tìm ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thông qua bầu cử, mỗi cử tri không những được thực hiện quyền làm chủ trực tiếp mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước. Là phiếu bầu thể hiện niềm tin của nhân dân với cơ quan dân cử, với các đại biểu dân bầu. Mỗi lá phiếu đều mang sứ mệnh cao cả, góp phần dựng xây quê hương, đất nước. Hôm nay thì cô đến sớm, là cô thì cũng là rất là được vinh dự, tức là đại diện cho cử tri. Hôm nay là được đi dự cái lễ khai mạc của ngày hội toàn dân, để cô rất là vui. Khâu chuẩn bị cô thấy là rất là chu đáo và rất là cẩn thận. Đấy là niêm yết, từ niêm yết những cái thùng phiếu, rồi là những cái danh sách cử tri, rồi là những danh sách đại biểu hội đồng nhân dân, thì mọi người niêm yết nó ra là rất là cẩn thận và rất là công khai để mọi người để xem xét và nghiên cứu xem là đại biểu nào có tầm nhìn trong là để bầu vào đại biểu hội đồng nhân dân, nhất là đại biểu quốc hội và đại biểu nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 và 2026. Thông qua đợt bầu cử quốc hội cũng như là hội đồng nhân dân các cấp đợt này, chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì sau khi kết thúc sự thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 thì đây là một cơ hội để chúng tôi trao gửi niềm tin cho những người có đức, có tài, có tâm và có tầm, vừa là trung ương vừa là địa phương, để chúng tôi gửi gắm những niềm hy vọng, rất mong rằng các đại biểu sẽ, các ứng cử sẽ rất là quan tâm, vừa là trọng trách vừa là gánh nặng nhưng cũng vừa là vinh dự, và cũng đồng thời là đáp ứng những cái kỳ vọng của những cử tri và đặc biệt là vùng sâu vùng xa, làm sao để có một cái giảm bớt cái khoảng cách về kinh tế xã hội giữa các vùng miền. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế vừa có những thời cơ thuận lợi, vừa có những khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19,
Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch số 103 ngày 16 tháng 5 năm 2021 về thực hiện công tác bầu cử, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 với nội dung xây dựng kịch bản và chỉ đạo tổ chức diễn tập bầu cử theo 4 tình huống. Tổ chức bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định. Đối với hộ dân đang thực hiện cách ly tại nhà, trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách. Cho bệnh nhân nghi ngờ xác định mắc COVID-19. Do vậy, các hoạt động liên quan đến bầu cử đã được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với những diễn biến của tình hình dịch bệnh. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, không để hình thành điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân. Trong cái cuộc bầu cử này, thì ngoài các công việc chuẩn bị theo quy định hiện hành thì còn có một nội dung nữa là liên quan phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Xác định đây là một cái nội dung cũng hết sức quan trọng, ảnh hưởng lớn đến cái kết quả bầu cử. Do vậy là ngay từ đầu trong cái khâu chỉ đạo thì Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã có ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo xuống các ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã để thực hiện và chuẩn bị các nội dung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện, các xã và đến các cái khu vực bầu cử. Qua kiểm tra của chúng tôi ấy, thì thấy rằng là các tổ bầu cử, các ban bầu cử thì đều đã thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của tỉnh liên quan đến cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua kiểm tra trong ngày bầu cử ngày 23 tháng 5 nay ấy, thì chúng tôi thấy là nhân dân cơ bản là chấp hành đầy đủ cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là cái thực hiện 5K. Trong cái cuộc bầu cử này ấy, thì cái việc kiểm tra giám sát chúng tôi nhận thấy rằng là đã thực hiện được rất là chặt chẽ và cũng có nhiều cái cách làm để mà thể hiện cái nội dung kiểm tra được thực sự là sâu sát với cơ sở và thực sự là đánh giá đúng các cái khâu chuẩn bị để cho ngày bầu cử thực sự thành công. Ví dụ như là trong quá trình kiểm tra ấy, thì ngoài làm việc với các ủy ban bầu cử các cấp ấy, thì các đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp với nhiều các cái tổ bầu cử đến nhiều cái khu vực bầu cử để kiểm tra chi tiết các cái nội dung chuẩn bị để mà góp ý trực tiếp cho các cái tổ bầu cử này. Nếu như còn những cái vấn đề chuẩn bị chưa tốt là điều chỉnh ngay. Đặc biệt là những cái nội dung liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với những cái kết quả kiểm tra của 10 đoàn kiểm tra đã được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ấy, thì đánh giá chung ấy, thì công tác chuẩn bị đã thực sự là rất được chú trọng, thực hiện đầy đủ, chu đáo, đúng luật. Và với những cái nội dung đã chuẩn bị như vậy ấy, thì tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra tốt đẹp, tiết kiệm và thành công. Ngay sau khi khu vực bỏ phiếu cuối cùng hoàn thành phần việc vào cuối giờ chiều ngày 23 tháng 5, có thể khẳng định cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn ra hoàn toàn suôn sẻ với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Có 369.001 cử tri đi bầu trên tổng số 370.962 cử tri được niêm yết danh sách, đạt 99,46%. Bằng cái sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền và tham gia tích cực của các tổ chức phụ trách bầu cử, cũng như là cái sự đồng tình ủng hộ rất cao của cử tri và người dân trong tỉnh, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành rất tốt đẹp cái cuộc bầu cử lần này. Theo đó thì cái tỷ lệ cử tri của toàn tỉnh tham gia bầu cử đạt 99,46%. Đây cũng là một cái tỷ lệ khá cao trong bối cảnh chung của cả nước với cái điều kiện đại dịch COVID như vậy. Và chúng ta cũng đã bầu ra được các cơ quan quyền lực nhà nước, cao nhất là Quốc hội cũng như là Hội đồng nhân dân các cấp. Với số đại biểu Quốc hội thì chúng ta đã bầu đủ số lượng là 6 đại biểu, ở trong đó có 4 đại biểu là do địa phương giới thiệu và 2 địa phương đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thì chúng ta bầu đủ số lượng là 50 đại biểu.
một cái cơ cấu thành phần là cao hơn cái nhiệm kỳ trước, trong đó đặc biệt là cơ cấu người dân tộc thiểu số, cơ cấu nữ, rồi là cơ cấu là cán bộ đảng, chính quyền và cơ cấu tuổi trẻ để đáp ứng được theo quy định. Đối với cấp huyện thì chúng ta bầu được 314 đại biểu và cấp xã thì bầu được 3.051 đại biểu. Như vậy thì có thể đến thời điểm này chúng ta đánh giá là công tác bầu cử của chúng ta đã hoàn thành cơ bản và hết sức là tốt đẹp. Nhân dịp này, thay mặt cho Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử các cấp, chúng tôi xin gửi đến lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn tin tưởng, ủng hộ và tham gia tích cực vào cuộc bầu cử lần này. Chúng tôi cũng cảm ơn các đồng chí tham gia trực tiếp vào công tác bầu cử, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những thành viên tự nguyện tham gia ở các tổ chức phụ trách bầu cử đã không quản ngại khó khăn, gian khổ và đã cùng nhau đoàn kết vượt qua những cái thách thức và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Cao Bằng là một kỳ bầu cử thành công về nhiều mặt. Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự hưởng ứng tích cực, thể hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân trên địa bàn tỉnh, thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân và vì dân. Sự thành công ấy còn bắt nguồn từ sự chuẩn bị chủ động, chu đáo, kỹ lưỡng và tổ chức thực hiện quy mô, bài bản. Cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, cuộc bầu cử đã cơ bản chọn ra được những đại biểu thực sự ưu tú, đủ đức, đủ tài, có thể đáp ứng cao nhất vào sự kỳ vọng của cử tri về những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trên bước đường xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.